Yo và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Canada Gaming. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái tựa game GTA 5 Roleplay này. Và trước mặt các bạn đây là con siêu xe Pagani hay ra phiên bản Roadster nha các bạn. Và hôm nay thì mình cùng với team của mình sẽ quay trở lại với cái nội dung ở tập trước, đó chính là leo núi bằng siêu xe. Tại vì tập trước tụi mình đang có ý định đi leo núi bằng siêu xe, nhưng mà bữa đó thì trời nó cũng hơi tối một xíu, cộng thêm một cái nữa là đi hóng hớt xong rồi lấy được con xe này luôn. Cho nên là hôm nay mình sẽ lấy con xe này mình đi leo núi thử. Và sau khi xong thì mình có thể lấy con xe này để đi gạt công an, nhưng mà cái đó là chuyện tính sau nha các bạn. Thì con xe này hôm bữa là cái kính nó trơn á, cái phiên bản Roadster là phiên bản dạng như là phiên bản mui trần á các bạn. Cho nên các bạn sẽ để ý là thường mấy con Pagani là nó sẽ mở cửa cánh chim, nó mở cửa hai cái cửa lên trời, nhưng mà riêng con này thì nó lại mở cửa ngang ha, tại vì nó là phiên bản Roadster thì cái mui trơn nó có thể tháo ra được đó các bạn, thấy không, nó có cái viền á, thành ra là lý do gì sao mà nó mở cái cửa ngang. Ok thì bây giờ mình sẽ cùng với team đi thôi. Rồi, anh em mình lên xe đi. Hôm nay là Khang sẽ đi con Chesco của mình. Hiện tại là Khang đang mượn con Chesco. Kim là đi con Ferrari Abetta. Cù là đi VinFast nha các bạn. Rồi bên này có Khoa Cây là đi Bugatti nè. Bên này, ủa 5033 là Jun. Ủa không phải, 5033 là ai vậy? 5033 là quỷ nè, bỏ mặt nạ đi mấy quỷ. Cứ làm gì đâu, đeo mặt nạ không biết nữa. À Nhân, ok. Rồi con các con với lại này là Jun. Jun nó chơi xe đen thù lùi không? Như cục kẹo vậy. Mấy này nó chơi, nó phải nó chạy xe đâu gì. Nó chơi xe đụng cái gì. Rồi không có bớt đụng đụng đi nha. Đi đi bây giờ mình lại đi cái đường cũ, nhưng mà hôm nay mình bớt gã đua đi chứ, gã đua rồi. Không biết đua lại ai không nữa. Gã đua mất công nguyên nó kỳ lắm. Xe này nó hơi yếu xíu. Trời 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 mày, trời mày láo mày, mày ý cái xe mày nhanh đó mày. Ủa làm gì sao? Đứng yên chỗ à? Đâu, nó bị đồng bộ nó bị lát á. Con này nếu các bạn thấy cái phuộc bên trong nó nhúng không? Cái tay đòn của cái phuộc á nó đại chứ. Chứ xe không nó lắc. Ui. Đừng coi là Nhân. Em làm cái gì vậy? Đúng rồi. Tiếng máy con xe này khi mà các bạn chạy lên nghe cái tiếng turbo nghe nó là đã nha. Tiếng nó hồi lại các bạn. Rồi, đó các bạn thấy kim nó quay về đi. Cái đặc trưng của con Pagani là cái đồng hồ nó hai kim nó sẽ nằm ở dưới cùng mà nó sẽ quay lên vô trong ha. Có thể bác sĩ gạ bác sĩ đúng không? Thôi, bỏ đi. Thì bác sĩ cũng là gọi là dòng họ racing đó. Vô. Gạ được có gì nữa? Vô. Đúng rồi, lính của em không mà. Ủa? Nãy mới kêu không gạ đua, xong về gạ đua. Ủa thích thì gạ mà mắc cười quá à. Tôi thử gạ coi coi ăn tin như tới đấy coi tôi ăn lại con VinFast. VinFast này độ máy bữa nè. Gió hết chơi, vô chế chơi còn ai thiếu không? Bây giờ ông muốn ăn VinFast hay ông muốn thua mất công em. Ơi. Tôi làm một phát là nó đi mất tiêu luôn. Ờ team mình hôm nay là gì có, ủa còn con Nhân đâu? Con Nhân đã nằm dưới kìa. Rồi con Jun đâu? Ủa con Jun đâu? Ở bên công sở bệnh viện này Jun ơi, công sở bệnh viện này Jun ơi. Trời, chán thiệt chứ mà tiếng bác sĩ mà biết đường đi trong này còn không biết nữa. Rồi mốt ta gọi rồi sao đi. Lết bánh. Con này đẹp quá, con này đẹp quá. Con này mấy con kia xấu á. Mấy con kia không có tuổi với con này. Vô chưa, vị trí chưa? Ok, chuẩn bị nha, đèn xanh mình chạy nha. Bảo đảm là con bên cạnh tôi là nó có giật rồi đó. Cái điện động sắp bắt đầu. Ủa biết Khang chơi gian thì xe nó nhanh, nó còn chơi gian nữa, mới chưa nhảy vô xanh nên nó nhóm chạy mất tiêu. Ủa sao quỷ nào chạy, ủa sao có mình anh với em vậy cụ. Cái này là họ mấy con siêu xe cậu sao nè, còn mấy quỷ kia nó hai cầu không à. Có không, tôi có nửa cầu rồi bạn. Có bạn, à, các bạn thấy là biển số của mình hiện tại là mình đã có biển số giả nè nha các bạn. 02468, mình lột từ biển số con khác mình gắn vô. Ê, hai kia nào lên ta là tao xúc nó vô tường nha, tao nói trước cho nghe. Ôi trời, mới thấy con còn nó bay. Tôi định nói là tôi xúc nó vô tường, khe nó vô tường thẳng luôn gì. Thằng ở dưới gần gần kìa con Huracan nè. Ủa núi à? 320 319. Núi dưới kia, cái đường mình nè, đi đường khó khó. Nè bắt đầu thả thằng thiện nó mới lên. Ê, dưới kịp sang Vun rồi. Rồi Vun mất lái rồi. Ôi rồi xe cùng đâu mất tiêu rồi ta. Bà lú, lâu lâu delay tôi thấy nó bay nó cán vô cái con lươn xong nó bay tuốt lên trời luôn. Thằng khai chứ nào. Rồi đi luôn anh em, đi luôn, đi đừng ơi. Nó bớt tông xe đi. Ai tông xe đâu. Nè hôm nay chơi bớt nhiều chuyện nha, bữa nhiều chuyện nha. Hôm bữa đi ban đêm hơi khó để ngắm cảnh, nên mình đi ban ngày ngắm cảnh cho nó dễ. Ai mượn ông đi nhiều chuyện chi ông. Mất cửa bà đi nhiều chuyện ấy mà kêu tôi. Tôi đó giờ có nhiều chuyện bao không giờ không? Khoái lắm, khoái không chuyện thôi. À, để coi cái chỗ nó nằm ở dưới này nha anh em. Cái đường, cái cung của đường này nó sẽ rất là khó. Khó hơn cái cung đường kia, nếu mà đi leo núi cung đường kia thì nó gọi là nó quá dễ rồi. Rồi, một người tai nạn. Dạ. Ây da da, trời.
dừng ông bảo không vậy hả? Quên bạn, quên. Tôi không biết được cái chỗ đó lắm nè, chỗ này nè. Này đi, xin xe đi. Ông quốc ông bảo không chi nhanh ơi, đường này đi vô gì mà đâu còn một cái đường nữa, yên tâm, nó đường này mới đúng. Di Di dẫn đi bán hết. Ủa rồi, đi đường kia, đi đường kia. Đi cái đó đi ngược chiều, hiểu không? Mình đi này mình đi trong chiều chứ không phải đi ngược chiều. Trong cái gầm gương rồi. Rồi, lên chưa, lên chưa, anh em lên chưa, anh em lên đây. Con bôi đe tôi mới cười, tôi cười đã luôn nè. Gầm nó thấp lắm. Bình thường nó chạy lên mấy gờ nó còn bị kẹt nữa. Trời ơi, khói mù mịt luôn, bà nội ơi. Ừ, khói quá trời khói luôn. Ủa, mình đi vô cần xa chi vậy mọi người? Đâu, trên này nè. Ông đi cái đường mà. Núi trên này nè. Từ anh em mình lên đây tập hợp, anh em mình lên đây tập hợp rồi mình đi nè. Xe này cầu sau cho nên là leo hơi khó, nó hơi trượt. Trời ơi, trời ơi, Khoa ơi. Khoa ơi. Ấy, từ từ. Khói quá. Chạy đi gì, làm gì vậy? Đang chạy đâu bạn. Ủa, đang chạy đó hả? Cái đó là đang chạy đó hả? Đâu, 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 đây, đâu, đây, đâu, đây, đâu, đây. Anh em tập hợp, anh em tập hợp. Con này nó thiếu cái cánh gió các bạn. Có cánh gió lên rồi đưa ra nữa nó mới đẹp. Nó bị thiếu cái cánh gió nhìn cái xe nó hơi bị hiền hiền là lạ một xíu á. Sửa xe anh cái Khang ơi, sửa giùm anh cái luôn Khang. Ủa sao nãy giờ chạy hoài mà không thấy đâu. Ê thằng này láo bắt bây giờ. Ở trên cớ bên cái đường xa nhỏ nè. Ừ có cái đường nhỏ á, có cái đường nhỏ này nè. Lên rồi. Nè kìa cụ lên rồi kìa. Rồi Khiêm đâu? Sau bao lâu rồi hai cô bóp nó lên rồi. Đợi cả thanh xuân. Rồi đi trước đi mấy bạn, đi trước đi, tôi quay mấy bạn cho mấy bạn đi trước đi. Rồi đi trước đi. Nhưng mà tôi cá lần cụ nó không đi trước nổi đâu. Ôi, nó xe còn sao. Ơi. Khói quá, từ từng chiếc đi. Rồi đi 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 đi. Khói, trời ơi nó khói. Khói quá hả trời ơi. Mù mịt. Mù mịt luôn. Ôi nhiễm quá. Hết chưa? Rồi tôi chốt đàn cho. Ở cái gì đâu mà khói không gì. Ai mà lọt núi là tự giác về đền chiếc xe nữa nha. Thôi đợi mọi người đi xa xa xíu chứ khói quá tôi không thấy gì hết trơn. Tôi chỉnh gu kình cho anh 60 cái chạy. Đi chỉnh 12, 13 thôi. Dạ 15 luôn. Ừ chỉnh 15 đi hồi rớt nối gắn chịu. Ờ gì ví dụ như trên đây có xăng không? Có cây xăng không? Ủa nào hết xăng? Tôi nó lên màu đỏ. Khói quá trời ơi. Thì ông chạy 15 đang chạy. Bà chạy cái gì đâu mà cái bánh xe mà nó coi bà đi ra đi. Chạy gì đâu mà cái quỷ nó không có miếng khói mà chạy sao sao mặt mà khói không rồi khói. Nếu mình chạy 15 cái số trên giờ thì mình chạy cái giờ cũng đổi thường. Chạy gì đâu. Nói tôi chứ ổng ít khói à. Tại đường nó nhiều khó bạn ơi. Cũng dễ mà hai anh em đâu có gì đâu khó đúng không? Cù nó còn lên được mà. Vậy nhà bái thì vậy thôi. Về phải chị là chị. Ôi trời ơi. Lọt chưa? Chưa hả? Rồi đi đi. Khoa ơi sao kẹt được Khoa? Mình đi cũng được, mình đi đường khác á Khoa, có nhiều đường lắm Khoa. Đường đó đi cũng được để người ta đi. Phải gì? Không, không nhìn thẳng quá, không phải để đi. Thôi đường này đi cái một, siêu xe còn sau nhưng đi cái một. Vậy sao mày chạy theo tao mày? Ủa rồi từ từ để xin dược lên coi mấy quỷ kia trên này coi. Quỷ Khang nó đậu nó láo được chứ. Ê, quỷ Khang. Khói quá mấy bạn ơi. Rồi rồi xong quá. Rồi. Đâu không? Chưa chưa. Cái gì vô, cái gì vô, cái gì vô. Chạy đi vô, đừng có lùi vô. Quỷ Khang nó chạy nó nổi mà. Đi đi vô. Mày có ý đồ gì vậy? Vô tông em xuống. Không, anh Kim tông em. Đó là anh Kim tông em. Ủa rồi kìa, mấy này lên lẹ vậy. Tính ra con cá coi lần nào đi đường này nó cũng bay nhảy như chim vậy. Gọi đi đi mấy bạn. Không, tại tụi nó là ảnh hưởng các bạn hiểu không? Cái máu đưa xe trong người tôi nó kìm hãm không có được. Đó đó. Chúng phải chúng phải mô to hả? Đi này giờ. Ê, ôi nào bay tốt dữ đó chứ vậy? Bay cho, em chị ơi. Bay cho dữ vô, bay cho dữ vô. Về mày đền con xe nha mày. Ủa sao mày nói mày kẹt mà Khoa. Đi 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 thẳng đi thẳng đi trước đi đi trước. Chưa nó phải hút một cái. Đi trước đi đi trước đi đi trước đi đi trước đi. Tôi đang coi mấy con cầu sau chạy với mấy con này bốn cầu lên dễ rồi, mấy con cầu sau chạy mới vui. Vô ông cụ. Ông đây mất bươi đẻ hả? Đâu bươi đẻ hai cầu mà. Đâu cảm giác nó như nó có một cầu các bạn. Không nó có hai cầu nhưng mà hơi giả cày xíu. Cầu trước nó hơi giả giả xíu nhưng mà tôi với cái xe cù là hai chiếc là đều là cầu sau hết á. Đi đi mấy bạn, trời đường dễ mà đi đi, cấm mắt xe buýt nào. Ui. Ủa
của Khoa đây rồi, cả con đâu? Quy nè, Quy. Ai mới làm cuối thành tô tại nha. Tôi cho mọi người đi á, để tôi làm hai. Ui cái đường trời ơi. Ui trời. Ông lên thấy ghét rồi chứ, mỗi đứa nhỏ thấy ghét rồi chứ. Cái đường nó dễ bạn ơi. Cái đường nó dễ. Cái đường nó toàn là giọng đích không à. Ôi tao. Xe nó bay tứ tung. Cứu. Rồi xong rồi. Ê chính ra chính ra chính ra cho nó lọt chính ra. Rồi. Bà làm gì? Bà làm gì mà chơi bắn bóng bóng vậy? Nhìn bà như chơi pizza mà bắn lên bụt phát con trắng vô con đỏ vậy. Đừng, đừng, đừng má, đừng, đừng, đừng có tụt mà. Nhu hả mày, bắn bi da hả mày, nhưng mà y chang luôn, y chang kiểu như trái bi trắng nó bắn vô trái bi đỏ thì bắn cái bóc một cái. Ờ đó tụi nó tụi ngoài đó. Không, địa hình này dễ quá, địa hình tiếp theo đi. Cái này mấy con xe upgrade nó chuột chuột chứ sao mấy con này lên nhìn nó ngọt quá ha. Chắc mấy nó khỏe. Tại cái xe nó mệt quá. Nè Masterbeat nè, Masterbeat nè, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Luôn, 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 chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ra coi, cho ra coi. Của chị á em. À, người ta đang chạy. Ôi, từ từ. Người ta đang chạy mắt xe buýt mà. Nhìn xe nó cứ từng từng cái đầu lên. Thằng nào vậy? Ai lọt hả ta? Em chạy. Thằng nào láo vậy? Em lọt á. Em tao nhân bay nước núi rồi. Ê, thằng này, thằng này có ý đồ gì mày? Nó là còn dựng đồ quá. Rồi. Bắn đầu xe lẹ đi em, không em té, em rớt gì em chuột bả luôn. Đừng có trốn. Ê mình tới núi nè anh em ơi, mình tới núi rồi nha, mình tới núi rồi nha. Đừng bà, tại tới núi lọt xuống thẳng dưới đây luôn. Nè bây giờ mình đi xuống nè, bây giờ mình đi xuống nè. Không, cái núi này tính ra nó cũng dễ chứ nó không phải là khó, nhưng mà đi về thì gọi là mình mua xe mới mình đi thôi chứ không có gì. Đâu đi về tôi đi. À mình cần bán một con xe Pagani hay ra Nam đi giữ kỹ không đâm đụng gặp nước, chỉ có đi leo núi thôi, leo một tour núi về là bán. Rồi đi xuống đi, xuống đi, đi xuống trước đi, đi xuống trước đi. Bởi vì mấy này nó nhát cái gì vậy? Anh Nguyễn hẹn nó xuống không kìa. Đi 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 đi. Rồi xong rồi kìa con. Mày nói vậy? Đúng rồi đó. Này nó mới tu tình cho nên vậy. Ê, cậu chị mày. Thằng Dương nó lầm rồi. Không, Dương nãy giờ nó me tôi mới me nó lại. À không, Dương vẫn còn sống. Dương vẫn còn, ê, tắt máy, ê, anh em mình tắt máy. Tắt máy, thả chớn, tắt máy. Đừng có để máy, tắt máy đi. Rồi, tắt đánh. Máy nè, tắt máy nè, đó. Đi ra Khang, nó tắt máy mà Khang. Ê. Đây tắt máy đó. Không, xe này có chức năng giữ dốc, xe này có auto hold. Ê đẩy tôi lên cái luôn. Còn sao? Đẩy lên cái ơi. Đẩy lên cái coi. Ê đẩy lên cái coi. Sao mặt không đẩy chữ đi. Đẩy dễ dàng. Đâu xe nó tụt ai đẩy đâu. Ê xuống đẩy phụ ơi. Xuống đẩy phụ. Xuống. Sao rồi? Chưa. Vẫn còn giữ được, vẫn còn giữ được. Rồi trong luôn. Theo. Rồi mất bao lâu thuê xe cẩu, trực thăng cẩu lên các thứ đi. Hiện tại là team tụi mình tập hợp lại nha. Đi tiếp đi. Đi, lẹ. Ủa? Dù nó mè tôi á. Nó mè tôi á. Hay tắt máy, đi cái này phải tắt máy. Tắt đi. Ê đẩy anh cái Khang, đẩy anh cái hết chớn Khang ơi. Để tắt máy nè. Hết chớn, từ từ để đề máy lên đi qua. Ê Duyên, té lên. Rồi ok. Ok, có chớn rồi. Nó chạy ghê xuống xe rồi Duyên ơi. Đừng có độn coi. Đi thả chớn. Trời ơi, tôi cua đẹp thì thôi rồi. Tắt máy đi vui rồi đó, trời ơi. Ê. Kẻ không có đường chớn. Mình dùng thủ thuật từ từ, Dung đi trước rồi, Dung đi trước rồi, Dung nó tông xe hoài, Dung đi trước rồi, Dung mày chạy 30 đi thêm, cua đã lắm thêm rồi, đi trước đi. Đi trước đi. Em để 30 á, cua đã lắm. Đi trước đi. Ừ, em cài cruise control. Cái này thì cứ lâu lắc thiệt chứ. Dạ coi. Thấy chị chạy không? Nhìn nhất cái nách không? Đó. Đây. Em bật. Ba chị em mình xếp hàng đi, phường nào mới đó.
Chính ra game ơi, chính ra game ơi. Tới rồi, hết chớn rồi. Tao bạn chạy 30 đèn hoàng bạn nữa mà chạy nhanh. Trời ơi, mình chơi mà tắt máy mình đã chớn mà ai mà chơi chơi trẻ trâu với bạn. Dạ. Xíu nữa hơi cục đề nè. Ê ê ê ê. Ui. Chơi kim luôn. Kích gì má, đây là con nước đâu mà kích má. Rồi rồi. Đi xuống đi Khang, đây là chị Khang. Đây là sân khách luôn đi. Đi luôn đi Khang ơi. Em đây chị Khang, đi Khang. Ây da. Ôi trời. Hãy hỏi. Khang nó lật luôn rồi. Khang nó lật. Nó bay nó lật luôn rồi. Khang ơi, chị nhớ em quá Khang. Đây đâu có một. Khang lên là được kìa. Rồi, nghe đồ hai đứa lọt. Rồi, hai đứa kia rồi. Con trắng như con. Sao vậy? Ê, sao con này nó cứ nó không hút được tao mà nó cứ leo đầu tao nó ngồi không à? Tại vì cái dốc cắt vậy, cái dốc trụ, cái dốc trụ. Rồi xong cù rồi. Xong cù rồi. Rồi xong cù luôn. Rồi. Thôi nào. Tao bị cù luôn. Ê, ê. Đeo không thôi đâm đụng. Trời ơi tụi. Mệt. Ủa? Ủa sao vậy? Xui thôi, tại gốc nó bị lộn ngược cái xe thôi, đợi xíu. Ê, quỷ ghen. Trời ơi tụi. Cái bạc tỷ mà mọi người chạy giống như là bạc chục vậy. Bởi vậy. Này đi lùi mới đỉnh nè. Đây nè. Chụp câu tôi hiểu không? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không mấy đứa? Ủa? Cái đường này nhớ làm gì có cái gờ này ta? Ấy kẹt đá không ạ? À? Cú. Cú. Thôi xuống dưới luôn rồi. Ủa cái đường này nó ngồi vậy? Ê mình đi đường này mới đúng nè, anh em mình đi lộn đường rồi đó. Mình đi mới đúng nè. Này đường này mới đúng đường nè. Ok, nó đem được làm cầu cho mọi người. Ông định đó nãy tôi cũng nghĩ là tôi định làm cầu á. Ây da. Cái này hợp làm cái cầu luôn. Ông tính ra đường này dễ, đường khác đi chứ đường này nó dễ quá rồi. Không có đường nào nó khó hơn sao. Ây da 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 da. Khu này đừng đi rồi, để coi khu như này. Ây da, đừng có tông khang, đừng có tông khang. Ê, từ từ, tôi nhớ có một khu mình đóng kết hơi bị đỉnh. Đi ra ngoài biển đi anh em. Cắm hẳn ra ngoài biển đi anh em. Các bạn đại sĩ để mình tìm cái chỗ đó, cái chỗ đó mà mình, cái hồi mà mình đi đi cái đường kia nó khá là vui. Còn cái đường lên núi thì nói chung là xe này nó đi dễ. Mình tưởng lúc đầu là con này nó sẽ đi hơi khó nhưng mà không sao đi nó dễ ha. Bây giờ nó bị hơi quay cái cánh lên trên cái xe nó sẽ bị cái giật lên trời. Biển số sắp rụng rồi nè các bạn. Rồi đi mình đi sửa xe rồi mình ra chỗ đó mình cho các bạn xem tiếp nha, đợi một xíu. Rồi, hiện tại là mình đang ở bờ biển nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dắt nguyên một đàn siêu xe này đi một cái đường mình mới vừa tìm ra được ha. Rồi, bây giờ anh em mình đề máy nha, đi nè. Đây, đây tôi dẫn đường anh em đi, đường này dễ lắm. Tâm đi về chỉ có đi bộ thôi. Khối đầu có chút xíu à. Trời ơi, quý chú. Ok. Nhân, bình tĩnh nhân ơi. Người ta phải đi theo, tuân thủ theo leader. Sao? Em vẫn ổn luôn à. Lúc đầu bỏ. Đâu rồi anh em đâu mất tiêu rồi. Chậm dữ vậy, mình đi nhanh lên chứ, mình siêu xe mà. Ôi trời. Từ từ, xe còn sau. Gã nó hơi mạnh, đạp phát nó xoáy cái đít luôn. Rồi tới đây xin nhanh bên phải nè, đó. Phải mà. Xong rồi, phải, xong rồi xuống đây xin nhanh bên trái nè, đó. Rồi. Rồi bây giờ anh em đi theo đường này đi anh em, đi theo cung đường này là thẳng luôn. Rồi đi đi, vô. Ủa rồi còn nào nữa vậy? Thiếu hai bác sĩ đúng không? Ờ hai nó lạc đường. Đi làm xe đó. Thôi bỏ đi. Mấy này. Lẹ bạn, đi gì đâu mà chậm dữ bạn. Khói quá chứ khói. Ờ tội nghiệp. Ê mấy đứa, mình thấy không khí mình nó trong lành không chứ mấy đứa đi xe mua trần tội nghiệp lắm. Khói quá chị khói, một mặt bụi không là bụi. Về tới trang cho kỹ vô nha bạn. Đó gọi là khói. Ừ. Bụi. Còn xe ta tuy là phiên bản Roadster nhưng mà vẫn còn cái mùi. Ủa nào nó chua chảnh vậy. Trời ơi khói kìa trời.
Rồi một người ra đi dồi dã. Đi nào. Bậy bạ. Ủa mày lên đi. Mày lên đi. Mày lên, mày để máy mày lên. Ghê, được á, tuổi bạn ơi, Ghê, ghê, đường này nè, đây. Đúng nha. Trời ơi, tao chạy drift về đỉnh vậy thôi chứ, quá trời ghê luôn. Xe em cứng lắm. Để chị, giả bộ tông em đi chị. Không được không à. Tôi nghe nói có người lọt đúng không? Đâu cục, luôn mà. Cánh cục, lọt đúng không? Trời ơi, nó lọt núi rồi. Trời ơi, rồi xong luôn. Còn gì nữa là con xe. Còn gì nữa? Ai da da. Ê, thằng Khang đúng không? Đào phản đúng không? Ê, cho tôi ké vô đây. Từ từ. Để quay bánh lên. Sao anh em lên được? Hai người rớt nước kìa. Đúng rồi. Tủi. Đi tiếp, tiếp. Mày đi lão, trời lão mày, Chính em luôn á. Ê, tính ra cái đường này mình đua xe được á, đua xe với nhau mình tông nhau vui á. Dạ còn hai cho mình em đi. Thách em tông anh được á. Được vậy rồi. La cái gì mà la dữ vậy trời. Với tới đường này mình đi là mình ra cái chỗ kia luôn rồi. Quay đầu. Rồi thôi Khang. Mày đi ra con khóa. Nhân ơi, gọi 912 nhân. Cậu gì đang nước xuống nước rồi, cậu không đi rồi. Sao vậy? Sao nước xuống nước hết trơn rồi vậy? Đi gì kỳ cục vậy? Kỳ cục vậy? Cái dốc này có bao nhiêu bạn nghĩ mình bay qua được bên kia ta? Nếu mà mình bay từ đây qua tới bên kia được thì mình nghĩ là mình có thể bay được đối với cái sức mạnh của con xe này. Mình để mình lấy từ cái trớn từ trên này xuống này. Rồi. Và mong là mình bay được, bay không được thì thôi mình vô go. Woo! Thôi xong rồi. Thôi, không, chỗ này nước cạn, chỗ này mình đi ngâm xe được. Nó chưa qua được một nhúm nào của cái hồ nước, cái con suối này luôn á. Chỗ này tắt máy. Hay đi me được. Đây mọi người đang đâu, tôi tới tôi cứu nè. Đang dưới núi nè. Xe tôi ngoài chức năng phát ngoài chức năng này nè nè. Ông đừng qua đây nha, nó lội không được luôn á. Ngoài chức năng chạy chiêu che ra thì nó nước này thấy sâu rồi, hơi ngu gì. Ui. Thôi bạn ở đó đi, tôi băng bên kia cái đã. 1 2 3. Đúng rồi, đi. Vô. Thiệt là tội nghiệp, bay qua đây nè, chạy qua đây nè, chạy qua đây với tôi nè. Ê, chạy qua đây. Quay. Bên này nè, mấy này nhát quá rồi, con thằng nó lọt như nước rồi. Để coi chiếc này chiếc nào, chiếc này giống như chiếc Jun đúng không? Phải không? À không, con xe cuối cùng, xe cánh cục. Thôi ra đi Nhân, ra đi để chị đá khoa ra vậy nè. Không có lên được đâu, qua đây đi, tôi nói rồi, không có cách nào mà lên được trên kia, chỉ có một. Nhưng mà phải phóng qua mới được chứ. Này, tôi quên bây giờ bà tin tôi qua bên bà một cái một không? Không tin. Không tin thôi, kệ bà. Vậy mình sao mình phóng qua bên được ta? Trời ơi, xe ta, ngoài là siêu xe ra còn tàu ngầm nữa nè. Nè, hello bạn, ai da, bạn đâu rồi bạn? Qua đây luôn nè, tôi đang nấp nè. Ủa, sao xe lật rồi? Rồi xong chưa đây. Nhận chở lên đây chở cho đi. Ây da, báo thiệt chứ. Nè bây giờ Nhân coi nè, Nhân coi nè 1, 2, 3, 3, bay qua kia nè. Đặt mạnh lên mới được. Gác hang, gác hang. Quanh chung chi. Vô. Ôi xe này tàu ngầm quá trời. Trời tuổi. Qua cái 1 luôn á trời.
Rồi nhấn lật xe luôn rồi. Qua đây cho bạn, qua đây đi bạn, mấy bạn nhát quá vậy. Con xuống nó có nhiêu đâu mà, qua cái một mà. Đâu. Uraka nó đuổi đuổi. Nhưng đi vậy là, ê được 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 được. Ghê. Rồi. Thằng quỷ thì chết, thằng quỷ thì chết. Rồi. Chìm điểm luôn. Ai đứng còn hai chỗ này qua hai chỗ. Dùng với lại Kim. Nè, coi chỗ này người ta đi qua nè. Ủa, Jun ơi. Ê, dướng xe thằng Jun. Không, nhưng mà dướng. Rồi xong, tắt máy luôn rồi. Rồi xong luôn, tại thằng Jun á. Chứ tôi đang qua bình thường, nó đậu rồi đó. Mọi người ơi, xin. Thôi, coi như là hôm nay gọi là đi chơi vui thôi các bạn. Rất là cảm ơn các bạn hãy cho tập hôm nay của tụi Game Roll Live. Và tập sau thì hẹn các bạn, mình sẽ kiếm gì đó mình đi ha. Núi thì đi mấy con xe này khá là dễ ha. Nhưng mà nãy đúng ra là không có xe của con Jun nên mình qua được rồi. Nhưng mà tại vì có cái xe xong rồi nó bị đang có cái trớn, nó đụng lại phát, nó khựng cái xe lại á. Thành ra là nó bơi qua được vừa sát tới cái bờ này thì nó ngủm luôn. Thôi, ok, chào các bạn, hẹn các bạn ở video sau. Bye bye. Ủa sao vậy, sao giống dữ vậy? Cái hồ này á, hồi nãy không có xe Jun tôi qua được rồi. Cho bạn lên nè. Không, tôi tắt máy rồi, tôi qua được rồi. Nhưng mà tại vì tôi bị dướng xe Jun, cái bị khựng lên cái nó hết đi qua được luôn. Ê, từ từ. Mở xe lên. Sao tôi mới nghe tiếng đời máy lên? Nghe nước mà kia rồi. Không phải. Xuống nước luôn rồi. Cái tiếng nó đề lên cái xong rồi nó tắt nó liệm đi chứ. Đó. Đó, các bạn nghe cái tiếng không? Có tiếng nó đề lên xong liệm xuống chứ nó không. Anh ơi. Đó, ok, chào các bạn nha, các bạn tập sau. Bye bye.